Thưa quý vị, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành đối với các nhóm lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự an toàn xã hội, thanh tra, tòa án và kiểm sát. Đề cập đến thông tin việc chính phủ đang rào riết chỉ đạo xây dựng các dự án luật sửa đổi 13 luật có vướng mắc bất cập và sẽ đề nghị Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 sắp tới. Đại biểu Nguyễn Phương Thủy thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề cập, đại biểu và cử tri thắc mắc tại sao đã có định hướng xây dựng chương trình pháp luật từ đầu nhiệm kỳ, công tác rà soát pháp luật cũng đã được làm tương đối thường xuyên. Các cơ quan từ chính phủ đến Quốc hội đều rất cố gắng, trách nhiệm, nhưng luật mới thi hành đã phải sửa đổi, thậm chí chưa thi hành cũng phải sửa. Đại biểu đề nghị Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết nguyên nhân và giải pháp. Đề nghị Phó Thủ tướng cho biết những việc này có nguyên nhân vì đâu, trách nhiệm của chính phủ trong việc các luật cứ liên tục phải sửa đổi là như thế nào và làm thế nào để cân bằng giữa tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật với những yêu cầu có tính đặc biệt, đặc thù và có tính thời điểm. Xin trân trọng cảm ơn. Cái lý do mà chúng ta nói rằng là các cái đòi hỏi thực tiễn và các cái giải pháp để xử lý góp phần phát triển kinh tế xã hội, đấy là cái cơ bản. Và cái thứ hai là cái chủ quan ở cái chỗ là chúng ta nhận thức chưa hết. Như vậy là có những vấn đề mà chúng ta đang để xử lý thực tế nó khác đi một chút so với quan niệm ban đầu của chúng ta. Thì đấy là một cái lý do mà tôi cho rằng là phải có cái điều chỉnh. Thế còn sau này sửa đổi bổ sung nó đồng bộ, nó toàn diện như thế nào thì lại là câu chuyện mà chúng ta cần phải tính toán rất là kỹ. Và cuối cùng là như cái nguyên nhân chủ quan thì báo cáo Quốc hội là cũng có cái sự chưa chủ động và không nhận thức hết được của các bộ, các ngành. Tuy nhiên, tranh luận vấn đề này với Phó Thủ tướng, đại biểu cho rằng rất cần nhìn thẳng vào nguyên nhân thực tế, cụ thể là năng lực và tính chuyên nghiệp của bộ máy tham gia xây dựng pháp luật để có những giải pháp thiết thực. Đặc biệt, đại biểu bày tỏ quan ngại về chất lượng của các dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua với khối lượng công việc rất lớn, dự kiến trình xin ý kiến với 25 dự án luật, thông qua 12 dự án luật, khi mà nguyên nhân chủ quan được nêu ra có liên quan đến năng lực của bộ máy tham gia xây dựng pháp luật. Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề giải quyết chế độ cho số lượng cán bộ công chức khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nhiều đại biểu lo ngại khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Nhiều địa phương gặp khó khăn về nguồn kinh phí hỗ trợ cán bộ công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách thôi việc. Hiện nay, chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện chế độ thôi việc thì phụ thuộc vào cái nguồn lực, khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Trong khi đó thì đa số các địa phương thì chưa tự cân đối được cái nguồn ngân sách và gặp khó khăn về cái nguồn kinh phí thực hiện. Xin Bộ trưởng cho biết trong thời gian tới thì Bộ trưởng có giải pháp gì để tham mưu cho chính phủ. Đối với lại các địa phương mà không tự cân đối được ngân sách, các địa phương sẽ tổng hợp lên để chúng tôi tổng hợp và báo cáo với lại chính phủ để cấp ngân sách để thanh toán cái nguồn kinh phí giải quyết tinh giảm biên chế, trong đó có cái việc là thực hiện cái chính sách dôi dư cho cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp huyện cũng như là đặc biệt là ở cấp xã. Nhiều đại biểu cũng quan tâm đến chiến lược phát triển cán bộ, thu hút nguồn nhân lực là các sinh viên xuất sắc vào khu vực công. Theo trả lời chất vấn của Bộ trưởng từ kỳ họp thứ tư thì chúng ta phấn đấu đến năm 2020 sẽ thu hút là 1.000 sinh viên xuất sắc. Thì đề nghị Bộ trưởng cho biết đến nay chúng ta đã thực hiện cái việc thu hút sinh viên xuất sắc kết quả đạt như thế nào. Thì đang cụ thể hóa một cái nghị định về thu hút và trọng dụng người có tài năng vào khu vực công. Thì hiện nay thì chúng tôi đang hoàn thiện cái nghị định này và trong đó thì có tích hợp luôn cả cái 140 để làm sao chúng ta có một cái không gian rộng hơn cho cái việc thu hút sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ cũng như là người có tài năng vào khu vực công. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Chính phủ, đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trước khi kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn phiên họp 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu bế mạc và chỉ đạo các cơ quan bộ ngành trong việc tiếp thu thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung khắc phục kịp thời đầy đủ hiệu quả những tồn tại hạn chế trong từng lĩnh vực. Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, sôi nổi với tinh thần trách nhiệm xây dựng cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên chính phủ, trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu một số nhiệm vụ cơ bản trọng tâm liên quan trực tiếp đến trách nhiệm chính của các bộ ngành để thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi, rà soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, sớm có giải pháp xử lý dài hạn, bảo đảm an ninh xăng dầu quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về nhãn hiệu, thương hiệu nông sản chủ lực. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm nghiên cứu xây dựng quy định điều chỉnh một số lĩnh vực về văn hóa nghệ thuật, có cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, công nghiệp văn hóa, có giải pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chuẩn mực đạo đức xã hội. Bộ Nội vụ hoàn thành việc sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư và quản lý tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2019-2021. Bộ Tư pháp chủ động rà soát dự kiến các nhiệm vụ lập pháp cần thực hiện, làm cơ sở để đề xuất xây dựng định hướng chương trình lập pháp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.